nói chuyện đạo mình nói cũng 200 cái clip, mỗi clip là trên 3 tiếng không biết bao nhiêu trong đó, nhưng mà nói nhiều không bằng không nói, mà nói nhiều quá thì mình tóm tắt lại rất là gọn ngắn. Đó là hôm nay mình còn cái thân người vậy nha, mà biết được thiên tâm, biết được cha mẹ, biết cầm cuốn kinh để đọc, biết là trời, tức là nể ông trời ấy, thì nể Phật, thì là mình còn giữ được hội Long Hoa đó. Thì mình đã qua 3 năm Covid, mình còn ngồi đấy mà mình có đại phước, có biết bao nhiêu người thành thuốc củi dục. Lúc mà họ bằng thân người đó, họ nhiều lúc cũng có người tu cũng chết. Không phải những người mà chết cái mùa Covid đó là điều mất phước hết đâu. Nhiều khi họ phải chuyển thế đi lên, hay là họ đầu thai vào một cái thế hệ sau, giống như kiểu Chí Tài vậy. Tại nãy thấy mặt Chí Tài, nhớ Chí Tài không? 20 năm sau có một hề mới đúng không? Nhiều khi nó mang danh là nó là Chí Tài vậy, mới là Ngũ Tài thôi, đổi danh hiệu. Còn Phi Nhung mà đổi thành Phi là phóng là Bay Nhung rồi nữa. Thì hiện giờ chúng ta còn ngồi đây thì mình nói chuyện chúng ta đi. Mà chúng ta ngồi đây mà bạn bè chúng ta đâu có biết chỗ này mà tới, cũng chẳng biết Thượng Đế là ai, cũng chẳng biết con của Thượng Đế là ai luôn, thì mình cũng phải nên gán mà độ cho họ. Nếu mình còn gia diếm tình cảm của một gia đình, của một cùng cha cùng mẹ mang cùng thân sắc phàm tạo ra, thì gán độ cho họ biết. Chứ không phải dễ mà có nhiều người hiểu được. Là thời nay có một người lạ hơn 8 tỷ người mang thân người ngồi nói chuyện kiểu này đâu, không phải ai cũng dễ hiểu đâu. Khi mình hiểu mình phải giải thích, chứ chờ đến lúc mà Hội Long Hoa đã lập rồi, Đức Thầy có câu gì đó cao đầu, khi Hội Long Hoa lập rồi mà biết là muộn rồi đó, là đập đầu gốc dừa không á. Tại vì xấu sổ rồi còn mua xấu làm gì nữa, bây giờ cho hết là 5 con rồi đó. Có câu gì vậy? Đức Thầy nói câu gì đó là câu gì? Cái microphone cho ông nói ra mấy đứa. Không phải cây đó con. Lập cho rồi cái hội Long Hoa đặng coi hiền thích được là bao nhiêu. Rồi có con nữa là Long Hoa hội anh cần ra lập. Lập cho rồi tam thập lục nhân, tức là ban giám vị tướng trời để gì? Giúp Minh Dương sau này. Giúp Minh Dương hả? Dạ. Ý anh nói là mình đang nói cái khúc hôm nay biết được coi trời như thế này mà không có chịu quay đầu, vẫn còn cái đầu bằng cái lu á. Mà đến lúc mà Hội Long Hoa đã lập rồi, kiệt này cái trứng rồng đã nở rồi, thì lúc đó Đức Thầy cũng xuất hiện rồi. Thì những người đó đó là trong kinh nói là như thế nào những người đó? Tức là Thầy nói trong cái mỗi chuyện, nếu mà Thầy giả đạo chứ Thầy không có đi ra thi thư. Thầy nói bà, cái hàng dừa này để dành cho tôi sau này nha. Thì lúc đó có một quốc là em của Đức Thông á. Nó nói bà Thầy để làm cái gì? Cái về để cho các tín đồ tôi, nó nghe lời tôi rồi nó đi lạc đường rồi về, nó thấy tôi nấu gần nó đập đầu vô đây. Đức Thầy về mà mấy ông cũng không nhìn luôn không? Không, nếu mới nhìn mới biết rồi mới thấy hối hận mới đập. Bữa hôm Đức Thầy cũng nói là kêu cầu lan chuẩn bị gấp về cổng. Cái đạo này của Đức Thầy dạy cho mình mà không biết ông nói kiểu nào không biết, không kịp đó. Nhưng mà xin cho ông rồi không sao, thách ông ra cái clip kế tiếp nói nữa. Đức Thầy ông có vui chứ? Dám đâu, ông dám. Đây không biết thôi. Cái này từ đầu tới cuối quý vị nên nhớ nha, luật của cha, cái dấu hiệu này của Thượng Đế, cái thánh giá là của con của Thượng Đế, còn cái thị dạng là Phật, Phật là một giáo sư của Thượng Đế.
giống như ở trong hoặc là một vị gọi là giống như PhD gì đó, cha là những tổng thống gì đó. Rồi xuống thế gian này, Đức Thầy là người truyền cái đạo này cho Kiệt ngày đầu tiên. Và trong những cái bài thơ ngày hôm qua có đọc á, thiên tâm nhân nhất tụng nam mô, nghĩa là tất cả các hội thiên hôm nay mấy chục triệu người thế giới phải đọc kinh thì mới được qua cái màn sàng lọc này. Rồi cái nhiều người hỏi sao Đức Thầy lập đạo Hòa Hảo rồi hôm nay lập đạo Thiên Tâm. Ủa mà đi vượt biên nó thường thường quý vị xưa đi vượt biên đi bằng cách nào, có ai còn nhớ không? À, sao lấy mai phục không nói kể đi vượt biên sao? Ô, cầm đây con rồi bốn cây lận. Không mà đầu tiên là từ cái nhà mà đi làm sao ra được tàu vậy? Chợ lớn đi Chợ Lớn đi Vũng Tàu đi bằng xe đúng không? Đi bằng xe. Rồi ra tới Vũng Tàu rồi ở đó rồi từ rồi làm sao ra được tàu lớn để đi? Đi ra tàu lớn rồi cái mua bến. Không phải là tự mua, dễ mua. Rồi tàu lớn đậu ở đâu? Tàu lớn, cái tàu nhỏ đậu ở ngoài, rồi tàu nhỏ thì mới dứt từ này lên. Phải có cái tàu nhỏ đúng không? Mới ra tàu lớn đúng không? Dạ. Thì mình đi như thế. Một cái đài đạo mà có thiên tâm mà thống nhất thế giới thì là một tàu lớn, đưa tất cả nhân loại đây là thiền mắt nhã để đi về trời với cha mẹ 96 dạng nước lưng căn kiệt là con của cha xuống đây thông báo truyền tin và cũng là người lùa dịch dịch. Mà bị nó thầy đông quá mà nó lùa giỏi hơn mình. Thì những cái đạo như nhỏ nó chỉ có phát triển một vùng, những cái cao đài cũng đã lâu mấy chục triệu tín đồ cũng nước Việt thôi. Về trong tương lai người Mỹ kêu họ theo đạo cao đài, quý vị nghĩ họ chịu theo không? Khó đúng không? Rồi kêu người Mỹ người trùm khăn mấy người Trung Đông kêu theo đạo Hòa Hảo đó theo không? Cũng không đúng không? Kêu mấy người Âu Châu người Thụy Điển hay Canada kêu nó theo đạo Bủ Thân Kỳ Hương hay là Khắc Sĩ nó theo không? Kêu mấy người ngoài đang đầu tư đồ sống mà mấy con nhúc nhích được cái rầm kêu nó ăn rau không, nghĩ nó chịu ăn không? À, cho nên cha mới ra khúc giữa đó là thiên tâm mình. Và đồng thời thiên tâm trong tương lai trong kinh thánh, kinh Khải Huyền, kinh của Muslim, kinh Ấn Độ giáo và kinh của Phật giáo đều có nói trong tương lai chỉ có một đạo duy nhất đúng không? Tất cả các kinh điển của tất cả tôn giáo đúng vậy không? Gom lại hết có một đạo. Thì hôm nay đã xuất hiện và con của Ngài là người truyền tin thì là thiên tâm. Nó là chung dung hết cho toàn thế giới. Bây giờ thằng Mỹ mở ra thiên tâm, thôi tôi xưa tôi ăn còn nó nhúng nhích, hôm nay tôi vô Costco cũng giống nhau, có thể nó không ngon bằng ấy nhưng mà nó không có bị nghiệp. Còn bây giờ kêu theo một cái đạo Phật mà ăn chay trường, mấy người Mỹ bảo đảm nó giữ đạo Công giáo, nó biết nó không, nó biết là có linh hồn mà nó cũng không theo thiên tâm nữa. Cho nên đó là lý do tại sao hội đồng chư Phật với cha đã họp bàn ở trên trời. Có lần Đức Thầy kể cho chuyện nghe, con có biết là sao này đạo thiên tâm sẽ thống nhất thế giới, và nó có nhiều lý do lắm nên trời Phật đó mới chọn cái đạo này. Là gì? Một người và thằng Africa bệnh nó không đạo gì hết mà đụng chút luôn, my god đúng không? Trời ơi còn ở đây cũng vậy nè, nghe mỗi ngày mấy con đi bất cứ đâu cũng my god là kêu trong trời đó. trời ơi còn cái người chúng số cũng trời ơi mà bất cứ sách văn nào trên thế giới. Rồi ở Việt Nam mình cũng vậy, Mỹ cũng vậy, Mỹ thì my god, còn Việt Nam thì trời ơi đúng không? Vui cũng trời ơi, sướng cũng trời ơi, buồn cũng trời ơi, khổ cũng trời ơi, vợ đánh cũng trời ơi, chồng chửi cũng trời ơi, cuối cùng thì đạo ông trời.
là ra cái này, thì cuối cùng phải lòng chư Phật mới chọn là cha, là đạo, là chánh thống. Thì lúc đó nhân loại á, và 36 tầng trời mấy chư tiên mấy chư Bồ Tát không có tranh đấu nhau để mà thánh chiếm như kiểu bên hiện giờ là ở bên Trung Đông dành cái Jerusalem vậy đó, rồi ôm bom tự sát. Ở trên trời cũng có cái đạo này, chư thiên ở trên trời cũng phải tu nha. Trên trời đạo này đã ở trên đó hàng nghìn năm, khi xuống thế gian á là kỳ độ hai xuống và cha kêu thông báo. Thì hôm nay á xuống thế gian thì kiệt là bữa mà làm cái sự thiết thực chất cho mấy vị thần ở trong gia đình mình nhìn thấy á, cái bằng cấp á thì kiệt chỉ là người thứ hai, còn người thứ nhất thì mình chờ xem. Nhưng còn chuyện đó là người thứ nhất đó là sư phụ kiệt và đức thầy, nó có cái truyền thừa rồi đó. Đạo Thiên Tâm hôm nay đã ra đời và đã độ được rất là nhiều người ở cái thời kỳ gọi là cùng cực của xã hội, bệnh tật, chiến tranh, rồi thiên tai, đói rách, nhất là bệnh Covid, sắp sửa chiến tranh của bên Trung Quốc nữa. Thì kể chị Việt Biên của chị là chiếc xuồng nhỏ đó. Ý là nãy mình đang nói cái khúc mà mấy cái đạo của Việt Nam, tại miền Nam á, trước khi một cái đạo lớn ra đời á thì là có những cái đạo nhỏ ra. Trên thế giới này ngày xưa Chúa Giêsu ra chỉ đạo Công giáo thôi, mà còn quả địa cầu. Ở nước Việt Nam mình có Đại Phước Phật với chư Thánh Tiên Đầu Thai nước Việt rất là nhiều, trong đó có Kiệt trong đó. Thì có ba cái đạo ra đời, đó là đạo Cao Đại, đạo Hòa Hảo và đạo Khất Sĩ. Trên thế giới này đâu phải ai cũng muốn ra đạo ra, ai cũng có thể xưng hùng xưng bá, cũng có cả trăm triệu tín đồ như kiểu Lý Hồng Chí hay là bất cứ những gì nào lỗi lạc, nhưng không ai dám ra cái đạo nha. Kể thì cô thượng sư cũng vậy, có cả chục triệu tín đồ khuyên tăng và nở hiền nhân cũng không dám lập đạo. Để lập đạo là đụng tới trời, những người tâm linh không ai dám. Thì mình nhìn đó mình phải biết mình có phước, nước Việt có phước, dân tộc Việt Nam có phước. Cho nên tất cả hồi nãy trước khi đó mình đọc mấy cái tiên tri của bên Notre Dame, bên Công giáo đó, là một vị tái sanh do nước Việt.